Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sau ngày 16 tháng 2 tức mồng 7 Tết, gia đình chị LTTL tên viết tắt sinh năm 2003, ngụ tại quận Nam Từ Liêm có trình báo công an về việc không thể liên lạc với chị L. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng Hà Nội đã lập tức triển khai lực lượng, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh tìm kiếm. Qua nhiều giờ, công an đã tìm thấy thi thể chị L tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Trước đó, do không liên lạc được với chị L, gia đình chị gồm bố và một vài người thân cấp tốc xuyên đêm từ Thanh Hóa ra Hà Nội để ngóng tin con với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Song mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình nhỏ khi cơ quan chức năng thông tin về việc phát hiện thi thể chị L. Một người thân của gia đình chị L cho biết, L là người ngoan hiền chăm chỉ, không ăn chơi đua đòi. Chính vì vậy, gia đình rất lo lắng trước việc L mất tích. Cũng theo lời kể của người này, nạn nhân làm quản lý chung cư, phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 3-4 năm nay. Gia đình chị L có hoàn cảnh hết sức éo le, mẹ chị L mất sớm, gia đình làm nông nghiệp. Nên đến năm lớp 11, chị L xin nghỉ học để đi làm phụ giúp bố nuôi các em. Từ đó chị L làm công việc đó từ đó đến nay. Đến ngày 28 Tết vừa qua, nạn nhân là chị L có về quê ăn Tết với gia đình. Trong những ngày này, mọi người đều vui vẻ, không xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Chị L cũng không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường. Gia đình chị L cũng thông tin thêm, sau kỳ nghỉ, cô gái 21 tuổi lại tiếp tục quay trở lại Hà Nội làm việc. Tuy nhiên, trong hai ngày 16 và 17 tháng 2, gia đình cố gắng liên lạc với chị L nhưng không lần nào nhận được hồi âm. Do nghĩ chị L bận việc, gia đình cũng không suy nghĩ nhiều. Song đến 23 giờ ngày 17 tháng 2, khi thấy bạn cùng phòng chị L báo tin hơn một ngày qua không liên lạc được với nạn nhân, gia đình mới lo lắng tìm mọi cách liên lạc song vẫn không được. Lo có chuyện chẳng lành, 1 giờ sáng ngày 18 tháng 2, gia đình chị L gồm bố và một số người thân đã vượt 200 km từ Thường Xuân Thanh Hóa ra Hà Nội tìm kiếm cô gái. Sau hơn 3 tiếng trên xe, vượt hàng trăm km, gia đình đã đến công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc. Cùng ngày, người thân đến khu nhà trọ chung cư do chị L quản lý để tìm kiếm thông tin. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng mà chị L đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 phút ngày 16 tháng 2, chị L vẫn ra ngoài bình thường sau đó mất liên lạc. Gần 2 ngày ở Hà Nội là khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với chị Hương và gia đình, cố tìm mọi cách nhưng cả nhà vẫn không biết được chị L đang ở đâu. Đến chiều muộn ngày 19 tháng 2, gia đình mới hay tin lực lượng chức năng phát hiện chị L ở một khu trọ phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình, người thân, bạn bè khi cô gái 21 tuổi được xác định đã tử vong. Liên quan đến vụ án mạng, trong cùng ngày phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã bắt giữ HMH sinh năm 2004, ngụ Bắc Giang, nghi phạm sát hại thiếu nữ nói trên để điều tra làm rõ sự việc. Vào ngày 19 tháng 2, công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ HMH, tên viết tắt 20 tuổi quê Bắc Giang, để điều tra vụ án mạng liên quan đến chị LTTL, tên viết tắt 21 tuổi ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngay trong tối 19 tháng 2, các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và thực hiện các hoạt động điều tra khác. Theo thông tin ban đầu được biết, nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Chung cư này có 6 tầng và tum, được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023. Một người dân tại phường Yên Hòa kể lại, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại khu chung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống cửa mở khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của cô gái. Người này cho biết thêm, khi ấy căn phòng sặc mùi dầu gió. Theo những người sống ở gần hiện trường, nạn nhân là quản lý chung cư nói trên, L có nhiệm vụ dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Bạn ở cùng phòng chị L thông tin, cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa, ở trọ tại quận Nam Từ Liêm. Ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, chị L từ quê lên Hà Nội. Tối mùng 7 Tết, chị thấy bạn rời phòng, sau đó mất liên lạc. Đến chiều 19 tháng 2, người bạn cùng phòng chị L này nhận cuộc gọi đề nghị đến chung cư mini ở ngõ 79 Cầu Giấy. Tại đây, chị nhận ra thi thể trong căn phòng chính là bạn mình. Chia sẻ thêm về nạn nhân, bạn cùng phòng chị L cho biết, hoàn cảnh gia đình chị L khó khăn, mẹ chị L mất khoảng 4 năm trước nên cô gái 21 tuổi cùng bố làm kinh tế nuôi hai em.
Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16 tháng 2, mồng 7 Tết. Khi đi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đăng thông tin tìm kiếm cô gái mất tích. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy tại chung cư mini ở ngõ 79 Cầu Giấy. Công an Hà Nội cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích từ ngày 16 tháng 2, tức mồng 7 Tết tại cơ quan công an. Nghi phạm đã đưa ra những lời khai ban đầu. Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình chị LTTL tên viết tắt, sinh năm 2003, ngụ quận Nam Từ Liêm, về việc mất liên lạc với chị L từ 15 giờ ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết. Công an Hà Nội đã đăng tin tìm người mất tích trên Facebook Công an thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, tìm kiếm chị L. Sau nhiều giờ, công an đã tìm thấy thi thể chị L tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng. Theo đó, đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, lực lượng chức năng đã bắt giữ HMH, tên viết tắt, sinh năm 2004, ngụ Bắc Giang, nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích trên. Tại cơ quan công an, bước đầu HMH khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, vào đầu tháng 12 năm 2023, mạng xã hội chấn động với vụ án nam thanh niên đâm tử vong hai nữ sinh ở Bắc Ninh. Hai nữ sinh đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chỉ sau một cuộc nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Bi kịch xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 12, một nam thanh niên có tên T quan hệ tình cảm với nữ sinh NNA tên viết tắt, sinh năm 2007 ở phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh. T hẹn A đến chùa Sạc, phường Trang Hạ để nói chuyện. Nữ sinh A đã rủ thêm 5 người bạn khác đi cùng. Khi đến nơi, A và một nữ sinh cùng vào trong chùa, lên trời ở tầng 2 nói chuyện với T, 4 người còn lại đứng ngoài cổng. Chưa rõ nội dung cuộc nói chuyện ra sao, mà chỉ ít phút sau đó, 4 người đứng ngoài chùa bất chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh của hai cô gái. Chạy đến kiểm tra, 4 người phát hiện nghi phạm T đã dùng dao đâm cả hai cô gái tử vong. Một nam thanh niên khác chạy tới cũng bị nghi phạm đâm trọng thương, những người còn lại may mắn chạy thoát kịp. Sau khi gây án, nghi phạm dùng dao định quyên sinh nhưng bất thành và được đưa cấp cứu ở bệnh viện. Một điều đau xót hơn nữa chính là bà H, tên viết tắt mẹ của nữ sinh NNA, là trạm trưởng trạm y tế phường Trang Hạ. Khi nhận được tin báo có người bị thương trong chùa, bà H đã tức tốc tới hiện trường để sơ cứu. Nhưng khi đến nơi, bà H chết lặng vì không ngờ con gái mình là nạn nhân trong vụ án mạng. Một người họ hàng của nạn nhân kể, lúc đầu, chị ấy không biết đó là con mình, về sau phát hiện ra thì thấy rất sốc và ngất đi. Người này cho biết, khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 12, mọi người gọi điện về thông tin cháu tôi đã tử vong, dặn ở nhà chuẩn bị lo hậu sự. Lúc nghe tin tôi bủng rủng chân tay, đau xót quá, hàng ngày cho tôi ngoan ngoãn lễ phép và học giỏi nữa, ai cũng quý. Còn cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh NNA cho biết, nhóm bạn đi cùng hôm qua đều là học sinh trong trường, NNA là học sinh lớp cô làm chủ nhiệm. Cô Tuyết ngấn lệ, NNA là bí thư lớp, nghe tin các em gặp chuyện chẳng lành, thầy cô và bạn bè ai nấy đều bàng hoàng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!